Dạ quý vị và các bạn, nếu như quý vị và các bạn đang xem cái clip này thì chắc chắn quý vị và các bạn cũng đang quan tâm đến cái dòng piano điện của Roland RB30. Thì hôm nay em sẽ nói cho mình hiểu về những cái chức năng và những cái ưu điểm, nhược điểm của cái dòng sản phẩm này, và em cũng sẽ so sánh cho mình những cái sản phẩm tương đồng về giá để cho mình có thể tham khảo. Thì dòng RB30 này theo em đánh giá nó là một cái dòng sản phẩm thích hợp cho những bạn nào mà mới bắt đầu chơi, đem về tập. Tại vì cái chức năng của một cái piano thì thằng RB30 hầu như là nó đầy đủ hết. Ngoài ra thì nó thêm những cái tiếng đàn piano theo cái màu sắc khác nhau để chúng ta có thể tập và chọn những cái âm vực đó để làm cho chúng ta chơi chúng ta không phải nhàm chán giống như những cái đàn acoustic chỉ đó có một tiếng duy nhất. Thì có một tâm lý chung hầu như là những người mới chơi đều sẽ muốn tìm hiểu về những cái phân khúc tầm khoảng 7 đến 15 triệu thôi, vì các bạn không muốn đầu tư nhiều vì chưa chắc là mình có theo lâu dài hay không. Thì tầm phân khúc đó thì các bạn hầu như là các bạn sẽ nghĩ đến là những cái dòng sản phẩm đã qua sử dụng hoặc là hàng nội địa của Nhật. Thì với người mới chơi thì hầu như là các bạn giống như một tấm trắng thôi, bạn cũng không hiểu về gì về cái âm 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 thanh âm nhạc và cái cảm ứng phím của cái đàn piano. Thì ưu điểm của thằng RB30 đó là nó nằm trong phân khúc đó và các bạn không cần phải quan tâm đến những cái yếu tố như là âm thanh này, cảm ứng phím và độ nặng nhẹ của bàn phím, vì đây là một cái đàn mới nên là những cái chi tiết đó bên hãng họ đã làm chuẩn hết rồi, chúng ta không cần quan tâm đến đó. Khi mà chúng ta mua những cái đàn cũ thì chúng ta mới quan tâm những cái vấn đề đó thôi. Hoặc là những bạn nào mua với mục đích gọi là trang trí cái showroom hoặc là trang trí cái nhà, cái phòng khách của mình để cho nó nổi bật hơn, thì cái RB30 cũng cực kỳ thích hợp. Mình có thể tập để ở phòng khách nè, chúng ta có thể tập và để làm nội thất luôn. Và những cái không gian giống như những cái giường ngủ, những cái phòng ngủ chúng ta ấy, nó thường nhỏ nhỏ thì chúng ta phải bỏ cái RB30 thì nó sẽ thích hợp hơn, nó sẽ đẹp hơn. Vì ưu điểm của cái RB30 thì chúng ta sẽ có, thứ nhất là đây là một dòng rẻ mà mới hoàn toàn. Cái dòng này thì được Roland trình làng và giới thiệu Việt Nam vào 2018, nhưng những cái sản phẩm và những model bán hiện tại thì họ sản xuất vào 2022. Đàn mới thì trong tầm phân khúc 15 đến 10 triệu, 15 triệu, thì em đánh giá hầu như là thằng RB30 nó là thằng thiết kế sang trọng và đẹp nhất ha. Thậm chí nó còn nhỉnh hơn những cái dòng giống như là cao cấp hơn của Roland như là RB102, nó còn đẹp hơn cả RB102, ngang cơ với thằng RB302 với 501. Về thiết kế và những cái chung quy ở bên ngoài thì thằng này có nắp đậy hầu như những cái sản phẩm tất cả luôn, tất cả những phẩm mới hoàn toàn khui thùng á, tầm khoảng 16 triệu đổ xuống là sẽ không có nắp đậy nha. Tất cả các hãng luôn, em thấy hầu như tất cả các hãng luôn, riêng thằng RB30 này em thấy nó có nắp đậy, với lại cái thiết kế giả gỗ của nó nhìn nó sang trọng hơn rất là nhiều. Về nhược điểm của thằng này á thì đó là một cái tầm phân khúc giá rẻ, khúc sinh viên nên chúng ta không thể có cái nguồn âm thanh đẹp hay giống như những cái cây cây cao cấp, và mức độ nhạy của phím nó cũng sẽ trễ một phần nha. Để so sánh á, thì em sẽ có những cái sản phẩm để cho mình so sánh. Ví dụ ở đây cùng phân khúc, cùng giá và cùng hãng luôn, Roland dòng FB10 thì giá khoảng 15 triệu 500, đó, đắt hơn. Nó nếu mà so về âm thanh thì thằng FB10 này thì nó sẽ nhỉnh hơn đấy nha. Còn về cái thiết kế bên ngoài thì nó ăn đứt thằng FB10 luôn, RB30 ăn đứt luôn. Casio S110, cái dòng này thì cũng mới ra vào cuối năm 2022. Đó. Thì cái thiết kế thằng này thì giá của thằng CDBS110 thì nó tầm khoảng 11 triệu 500, và BX110 cũng vậy, giá khoảng 15 triệu 500. Thằng RB30 nó ăn đứt dự thiết kế luôn. Nhưng còn về âm thanh thì tùy thuộc vào các bạn nha, mỗi người có một cảm nhận và có cái sự thích thú với một cái màu sắc âm thanh khác nhau. Về Yamaha thì chúng ta sẽ có B45 và B121, những dòng sản phẩm mới nhất luôn đó nha, em so sánh những dòng sản phẩm mới nhất luôn đó nha. Thì giá mấy thằng này thì nó loanh quanh vào tầm khoảng 11 triệu rưỡi cho tới 15 triệu. Về chung quy lại cái sản phẩm này á thì cái phân khúc này thì RB30 đáng mua ha. Còn quy về cái âm thanh để các bạn cảm nhận thì tùy vào những cái cảm nhận riêng của các bạn nha. Riêng về cái thiết kế thì em thấy RB30 ok. Thì đó là những cái cảm nhận của em và những cái nhận định của em về cái dòng này, để cho cô chú anh chị có thể đưa ra những cái so sánh chi tiết hơn.
À, bạn nào cần có nhu cầu mà muốn mua sản phẩm hoặc muốn thử những cái sản phẩm demo của RB30 á, thì bên em vẫn có trưng bày ra để cho các cô chú anh chị có thể tham khảo và chơi thử. À, mời cô chú anh chị có thể đến với cái số 69 đường Trần Thiện Nghĩa, phường 7, quận Gò Vấp để chúng ta có thể tham khảo và trải nghiệm thực tế cái sản phẩm và chúng ta đưa ra những quyết định nha. Cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều. Chúc cô chú anh chị có một ngày vui vẻ.